Chào các bác nhá. Tốt Tân Ánh, chào toàn thể anh em. Giới thiệu với anh em là đã có cái lô hàng tay điều khiển nhá các bác nhá. Lô hàng tay điều khiển từ xa bán lẻ đã có hàng cho phục vụ anh em nhá. Mấy hôm rồi là cái hàng này nó về không kịp, anh em bị rơi mất tay điều khiển, gọi shop mua là shop chưa có cung cấp kịp nhá, anh em thông cảm. Bây giờ đã có lô hàng tay điều khiển về nhá, thông báo với các bác vậy nhá. Đây. Cái này là tay điều khiển từ xa của các dòng loa E nhé các bác nhé, các bác nắm được này, nó sẽ dùng cho E898 nhé, E898 này, rồi dùng cho loa E76 nhé, E76 cũng dùng chung luôn nhé các bác nhé, E76 dùng chung luôn, hoặc là loa E388, E388 cũng dùng chung tay điều khiển này luôn nhé. Ngoài ra thì có dòng có cả loa E910, loa E900 cũng là dùng chung tay điều khiển như này. Đây này các bác nhé, có thêm cái dòng loa là VKE898 thì tay điều khiển nguyên bản mà theo loa ấy là tay điều khiển trắng như này, nút bấm màu trắng nhé, nút bấm màu trắng. Thì cái dòng tay điều khiển nút bấm màu xanh này là cũng là chung sóng luôn nhé các bác nhé. Các bác nếu mà bị rơi mất hỏng cái tay điều khiển nút bấm màu trắng này này thì các bác lấy cái tay điều khiển nút bấm màu xanh này các bác vẫn dùng được nhé, tại vì cái hàng tay điều khiển nút bấm màu trắng này là chưa nhập được hàng lẻ, nó không có hàng lẻ đâu, chỉ có hàng theo loa thôi. Còn các bác mà làm hỏng hay làm rơi làm mất thì các bác sẽ thay thế bằng cái tay điều khiển nút bấm màu xanh này nhé. Thế đây là cái tay điều khiển dành cho loa điều khiển từ xa các dòng E 4-5 mẫu dùng chung cái tay điều khiển này. Cái tay điều khiển này thì shop đang bán với cái giá là 140.000 các bác nhé. 140.000 là bao cả tiền cước phí cho các bác và tới nhà. Và trong tay điều khiển này, trong tay điều khiển này thì sẽ có sẵn một viên pin nhé. Đây dạo này nó làm có nắp sau này hơi chặt, cậy mạnh tay mới ra được nhé. Đấy. Trong tay điều khiển là sẽ có một viên pin như thế này nhé các bác nhé. Và ngoài ra thì shop sẽ tặng thêm các bác một viên pin nữa, lấy thêm cho các bác một viên pin nữa để phía ngoài nhé. Thì giá nó là 140.000 để anh em xem video cập nhật được sản phẩm hàng về, cập nhật được giá để anh em có gì nhu cầu thì mua hàng thì liên hệ nhá. Các bác cần mua hàng, cần tư vấn thì cứ liên hệ với lại các số điện thoại mà tôi đã dưới phần tiêu đề ấy, hay đôi ghi dưới phần mô tả nhá. Anh em liên hệ trực tiếp nhá. Đây thông báo với anh em là cái mặt hàng tay điều khiển từ xa nhá. Tay điều khiển từ xa của các dòng E đã có hàng nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ nhá. Dùng cho 4 mẫu loa, 5 mẫu loa luôn. E898, E76, E388, E900 hay là dùng cho cả cái loa to E910 đấy nhá, là dùng chung hết nhá. Đây shop đang tranh thủ làm hàng gửi cho anh em nhá. Các bác có nhu cầu cần tay điều khiển thì liên hệ nhá. Đây tay điều khiển đã có hàng rồi đây. Cái hàng này thì như tôi giải thích rồi nhá, là dùng cho đấy mấy loại loa luôn. Và cái loại này là ở trong có một viên pin, tặng thêm các bác một viên pin nữa, giá tiền là 140.000. Thì hàng này là đồ điện tử thì shop vẫn có bảo hành cho các bác 2 tuần đầu nhá. Tay điều khiển của loa các loại loa mẫu E. Cái dòng tay điều khiển này thì là sóng nó rất là nhạy, bắn rất tốt, bắt rất tốt nhá. Các bác chỉ cần nhấp một xíu này, nhấp chút thôi là ăn rồi nhá, nhấp chút là ăn rồi. Con loại này là bắt rất là nhạy nhá. Hai tay điều khiển từ xa cho các mẫu loa đã có hàng nhá. Anh em cập nhật thông tin cần gì đặt ủng hộ shop nhá. Rất nhiều mặt hàng, các mẫu loa, các mẫu là ngụy trang, ống đen zoom nhá. Rồi phụ kiện bơm cao áp. Rồi xin chân thành cảm ơn nhá.